Rồi em xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay tiếp tục review cho mấy anh em một dòng Giang Ma ERG330 Ecocha. Xe đời cao, xe đẹp gần như mới anh nha mấy anh em. Tình trạng nó là chưa lỗi lầm gì hết nha. Xe này có đuôi zin theo xe nha mấy anh em. Đuôi đẹp là như chiếc xe luôn nha. Quay xe xong rồi em quay cái đuôi cho mấy anh em xem. Còn mới, rất là mới mấy anh em. Mới cực kỳ luôn. Xe này là chạy như xe hơi luôn nha mấy anh em. Giá nó cũng phải chăng mấy anh em. 33 ngựa. Con này hàng nhập Nhật nha mấy anh em. Đây, lắc mấy anh em. Nào nè, mắt in ra băng nha. Con này khỏi khó chê vào đâu nha mấy anh em. Mấy anh em coi nè. Chi tiết hết rồi mấy anh em xem sơ sơ cái nha. Gầm nó làm như xe hơi vậy mấy anh em. Có khung bảo vệ rồi hết luôn nè. Có ốp bảo vệ nữa không? Mới tưa từng được mới. Xe dành cho các dân chơi. Em coi gầm nó nè. Đó nè không? Bộ lon còn vết một chút nè. Nó làm thấy cái ốp không? Nó làm cái khung bảo vệ gầm giống như mấy chiếc xe hơi như mấy năm. Còn vỏ trước nè mấy năm. Còn vỏ sau nè mấy năm. Như là vỏ như mới vậy. Mới xài mòn một hơi xíu thôi à. Bù lon còn 7 màu hết. Vỏ nó đi vỏ 11, 2, 24 nha mấy anh em. Mở bình dầu nè. Đẹp ghê. Vỏ đầu của nó 7, 16 nha mấy anh em. Đẹp như vỏ sau thôi. Quá mới. Máy nó đẹp nữa mấy anh em ơi. Cái kích nước của nó nè. Ui. Đây. Trong cabo nó nè. Xe nó chưa rửa luôn nha mấy anh em. Vì sao để vậy nha. Nè. Còn bụi rồi bên Nhật nè. Không. Xài hai tia chổi luôn. Máy của nó nè. Mới ghê không. Con này em nói mấy anh em là như xe mới sao thì nó như vậy nha. Xe xài động cơ nè mấy anh. 3T NV88. Tuyệt vời luôn. Nhìn nhức con mắt không mấy anh. Không, không nhìn mấy con bù lon nữa nè. Xe mà còn bù lo mà còn nước sơn chấm nữa ha. Anh em này chơi xe nhìn là biết rồi đó. Quá mới. Có dây nhiệt nhớt nè mấy anh em. Bình zin theo xe luôn. Này
BTO nè mấy anh em, số sới nè. Số sới nó gồm 4 tới và 1 lùi nha mấy anh em. Số sới 4 số nha, có số ve luôn nha, có tầng ve nè. Về số chạy của nó anh em rồi. 16 số. Có cần tiếng lùi trên tay lái mấy anh em, đồng tốc nè. Ghê thiệt chứ. Quả bíp. Nhìn đúp ôm hồ thôi, chảy nước này. À. Dứt cái nổ ra nè. Xe chạy rất là sướng luôn nha nè. Rồi anh em sẽ gọi máy sau đích. Rồi. Này có khung bảo vệ mấy anh em, mấy anh em nào có gắn mui cũng được nè. Nó có gắn mui rồi ụp cái mui lên cái bắt vàng bù lon nó xong rồi. Quá đẹp. Yên này yên zin luôn nè mấy anh em. Tuyệt vời. Yên zin là theo xe luôn nè. Dạ, yeah, có chỗ này nó hơi bị chóc nữa nè, còn bộ là còn yên nguyên hết nha. Đấy, tuyệt vời. Để thử rồi. Đây nè, 16 số. Nhẹ nhẹ mà nè, như xe hơi vậy đó, có cái nó làm cái khớp sao hay lắm cả không hả. Sướng thiệt, cái này mà lên xe này chạy rồi nó ghiền luôn. Cái đuôi của nó đẹp lắm nè mấy anh em. Quá vít. Tờ lái của nó như xe hơi vậy mấy anh em. Rất là nhẹ luôn. Mấy anh em mà chạy đường trường này ngon lắm nha. Khi mà mấy anh em lên tốc độ rồi tay lái nó vững lại nha. Tay lái nó sẽ là vững lại. Này, điều chỉnh về nó không biết luôn. Có nút ưu tiên đó nè. Anh em chờ lát nha, em quay cái đuôi sới luôn cho mấy anh em xem nha. Quá mới anh em à. Đây, đây rồi cái đuôi đây mấy anh em. Thấy không? Cái đuôi hầu như chưa có xài luôn á. Anh em coi lưỡi nữa nè. Không? Chưa mòn luôn nè. Chưa? Mới. Đuôi này 1m6 nha mấy anh em. GC 160S.
mới cỡ này. Đấy, anh em coi mới cù lon à. Chưa có gì mà nó lên ten hay nó gỉ sét gì luôn á anh em. Có tháo lốp nhâm nè. Đuôi đồ mới bây giờ hầu như là có tháo lốp nhâm hết. Ôi good. Mấy cái mũ này chưa chứ bể luôn á nè. Chưa xài luôn. Mới quá mới. Rồi mấy anh em, em ra em quay chiếc xe tí rồi cái em báo giá cho mấy anh em luôn nha. Rồi em báo giá rồi em này luôn nha mấy anh em. Con này em giao có đuôi sới à, đầy đủ bình bọng, đầy đủ thay nhớt, được dầu hết, bảo dưỡng toàn bộ cho mấy anh em hết, bao mấy anh em hết tất cả luôn nha, kể cả ship, tiền ship về luôn mấy anh em, bao mấy anh em ship luôn nha. Con này em báo giá là 185 triệu nha mấy anh em. 185 nha. Đó. Rồi cao. Con này 2010 mấy gì đó anh em. Tuyệt vời. Rồi, mấy anh em thấy video của em hay cho em xin một like và lượt subscribe nha mấy anh em. Rồi, mấy anh em là chưa đăng ký nhá, đăng ký ủng hộ kênh em nha mấy anh em. Rồi xin chào tạm biệt tất cả mấy anh em.